anh em hỏi là tại sao dạo này ít ra clip. Ok, bữa giờ bọn làm chiếc xe nè, làm chiếc cúp hai cửa để chơi Tết nè anh em. Đang phủ nano xe. Sao mình khẩu trang nha em? Sao mình khẩu trang hả? Tại mưa mình ơi. 10, 12 giờ đêm rồi. Cái này là anh em mình tự làm luôn á, ở nhà làm luôn á. Áp dụng cho xe hơi với lại xe mô tô. Chào em. Sao vậy? Giờ này bắt làm mà có ý kiến gì không? 11 giờ đêm bắt làm xe có ý kiến gì không? Ủa, giờ bữa Tết tao cho mượn xe chạy đi chơi. Đây nè. Con này thì đã lắm. Máy 2.0 nói chung mà anh em chạy chơi rất là đẹp. Mà đi làm được và cũng rất là ok luôn. À. Này mình lấy về để mình chạy chơi anh em. Đây, cho anh em coi nghe tiếng bồ cái không? Rồi à. Mở máy ra. Tiếng bồ cũng rất là ok nha anh em. Mở nhạc đồ này nọ cái thứ rồi quay rồi chạy dạo chơi rồi. Anh em coi nữa. À, cửa sổ trời luôn, có cửa sổ trời luôn, đi bão rồi quay lên. Ô vô bà già mất lấy mở hô. Làm lợp hết luôn từ trong ra ngoài luôn á anh em. Nghĩ làm mới hết nguyên con luôn á. Lợp lót sàn trên sàn dưới luôn. Nguyên con luôn. Làm điện à. Điện làm hết mới luôn á. Mới toàn bộ nguyên con luôn á. Không có để cái nào cũ đó anh em. Nghĩa là làm mới hết luôn. Cho anh em nghe tiếng bô nha. À, bô chưa độ nha anh em. Bô chưa độ à. Lên cây cặp AK nữa là ngon. Lên cặp AK Mubit nữa là tuyệt vời luôn. Mấy xe này xe chơi thôi nè. Mà con này cái màu này á, anh em có thể vừa chơi rồi anh em có thể vừa đi công việc cũng được nè. Tại vì nó màu đen lịch lãm á. Tôi thích màu đen vì tôi ở dơ đúng không Di? Đèn nè, đèn hết nè. Full nữa. Còn con này cho Di cái bên chơi nè. Anh em hay kêu quay con này nè. Con này là cho Di đang làm nè. Này nó là nhân viên của anh mình nha. Không phải của mình, này là em mình. Nhưng mà nhân viên của anh mình. Thì con này là Toyota Sierra. Anh mở ra được không? Con này cũng hai cửa luôn. Trong quá trình làm đồng nó là Toyota Silica độ dáng lâm bồ à. Nói chung là chơi cho vui thôi. Trời đụng con này chưa làm xong đâu, con này lâu lắm mới xong. Con này lâu lắm mới xong, nó là dáng lâm bồ đang làm luôn, lâu lắm mới xong nha anh em. Con này chắc Tết là chỉ chạy dạo dạo trong đây thôi chứ mà đi xa là không được đâu. Này máy nó cũ lắm rồi, đời 2000 mấy rồi, dáng lâm bồ á, em mình nó thích chơi vậy á, mâm rồi cũng đỉnh lắm nha, mâm rồi cũng đỉnh lắm. Còn con này thì nó ok hơn chút xíu, ghế trần nỉ gì là mới hết luôn á nè, vô lăng rồi là mới hết luôn á. Nói chung là kiểu như mình tập rip rồi á, tập chơi rồi á, thì mình muốn mới hết luôn, không có muốn nội thất cũ gì hết á. Đó là mới hết luôn nè. Này coi phim được luôn nè, mở YouTube Minh Biker được luôn, để mở cho anh em coi ha. Đây. Để quay, cầm điện thoại quay cho anh em. Mở YouTube luôn. Đây nè. Này mở sao mình mở sao ta quên rồi à, vô wifi trước. Chà. Xài iPhone quen hả anh em, vô này nó khó xài à, quét wifi sao không có coi phim Tokuda đâu anh em, mà đừng có sợ
Ở đây bắt 2k không được ta. Đây 2k xíu vịt nè. Vô YouTube. Hiện đại không có mạng anh em. Không có mạng. Có mạng mở thôi. YouTube Minh Baker cho anh em xem. Hiện đại nó không có mạng. Minh Baker. Không có mạng. Rồi, bỏ đi. Tắt máy, nói chung là ok, rất là ok luôn em. Em thấy không? Quay ban đêm mà xe vẫn rất là ok. Máy bóng đèn này thay đèn led hết nè. Còn số đèn điện thoại nè. Giá đỡ điện thoại nữa, rất là ok, full luôn. Dễ chơi. Gương chỉnh điện rồi luôn nha anh em. Mấy con này xe chơi mà nó cũng gương chỉnh điện rồi luôn. Nhìn cái nóc giống như đầu cắt môi vậy nè. Ha. Quay nãy giờ giờ mới thấy đại ca Bum. Bum ơi. Bum 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 bum. Đại ca Bum đi đâu rồi? Đi đâu vô đó vậy con? Bum nãy thức với tụi mình luôn nè. Giờ này là 11 giờ 10 phút. 11 giờ 10 phút nha anh em. Phụ nano à. Bum. Nó bắt con chuột ở dưới đó anh nè. Quá đẹp chưa, không dám chê. Chê sợi dây bỏ ngang. Làm này xong lấy nhiêu vậy? Mình có không lên. Mình tả mình thôi. Thôi lấy nhiêu lấy đi. Mình bữa mượn xe cũng tính tiền luôn. Rồi. Mình thích cho con này, mình thích phơm nằm ngang nè. Cái này á mình chơi, thích cái con này bởi vì mình chơi được. Mình đi làm vẫn được luôn. Mình đi làm hay là mình đi đâu á nó tiện lắm. Nó không có bị kiểu như là nó không bị chất chơi quá như con này. Con này nhìn vô nó chơi lắm, nó khó chịu lắm, kiểu như là ra đường là cái sự chú ý á, mình cũng thích nữa, mình thích nhẹ nhàng cái con này nè. Nhưng mà chơi vẫn ok luôn. Máy là máy lại mạnh lắm. Máy là máy này mạnh lắm anh em. Ở đây mình có để biểu tượng Batman nè. Thấy nè, thấy chưa? Biểu tượng Batman màu vàng nè. Đó. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Biểu tượng để góc vậy thôi. Người ta nhìn ai thấy ai thấy thôi. Mâm là mâm Vinh nguyên bản luôn á anh em. Mâm Vinh mở đẹp vậy á, khỏi cần độ luôn. Con này hình như mâm nó độ đúng không ta? Mắm mất độ. Con này anh em vô lên Google, anh em Toyota Celica là sẽ ra cái dáng xe của nó. Mới đăng kiểm luôn. Này thì bữa bỏ quá, đút cái đầu lên. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Rồi. Kết thúc clip nha, em tôi làm tiếp. Sao làm có buồn không á? Buồn nói tiếng. Buồn ngủ. Còn ngủ lấy nữa lao lao thôi. Quá đẹp luôn. Rồi. Bye bye anh em nha. Chúc anh em chơi Tết vui vẻ nha. Chuẩn bị Tết thiệt là vui vẻ nha. Giờ anh em mình chuẩn bị Tết tiếp. Chuẩn bị một cái Tết, chơi có mấy ngày Tết rồi mà cực không thấy anh em. Chơi có mấy ngày Tết rồi mà cực như là gì đây. Rồi. Chỗ này vài bữa sẽ ghi chữ Minh Baker nè. Góc này bữa ghi chữ Minh Baker nhỏ nhỏ chỗ này thôi.
giờ mấy anh em lấy xe đi Tết hết rồi, giờ không còn chiếc nào luôn anh em. Còn mấy chiếc à? Còn mấy chiếc chân nữa. Đang muốn mua thêm xe để chân cho đẹp nhiều nhiều xe ở showroom á. Anh em nào muốn bán xe thì cứ liên hệ số điện thoại. À, bán xe thì cứ liên hệ số điện thoại của mình ha. Số điện thoại đây nè, mình có đăng ở đây. Rồi. 0916640653. Và Minh á có nhận là hỗ trợ cho anh em lấy bằng lái A2, B2 luôn nha. A1 luôn. Có nghĩa là anh em á, anh em nào mà muốn lấy bằng A2 á hay là gì đó thì cứ liên hệ Minh. À, qua năm mới á là Minh làm cái đó luôn cho anh em luôn cho tiện nha anh em. Anh em nhớ lưu ý nha, là có A2 luôn nha, A2 B2 cho anh em luôn. Anh em cứ yên tâm nha. Anh em nào muốn đăng ký học bằng A2 thì cứ liên hệ Minh nha. Ok anh em. À, lo cho anh em khám sức khỏe đồ này nọ nha. Đó, nhớ nha anh em, sang năm là mình có đăng ký A2, anh em nào muốn thì cứ đăng ký số điện thoại cho mình 0916640653 nha. Hoặc là nhắn tin Zalo, mình sẽ chat tin nhắn và mình đăng ký cho anh em học bằng lái A2 của mô tô. Rồi, bye bye anh em nha.